Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của Sapa ơi. Các bạn thân mến, thực hiện nghị quyết số 128 NQCT ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời phòng chống dịch Covid-19, thích ứng an toàn và kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19 thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai có chỉ đạo và điều chỉnh một số nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất là đối với người dân khi đến và về từ các tỉnh khác nhau và sẽ được chia ra làm các cấp độ khác nhau và tương ứng với 4 cấp độ sẽ là 4 màu, đó chính là vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 4 thì chúng ta sẽ có màu xanh, màu vàng và màu cam và màu đỏ. Trong đó thì màu xanh sẽ là vùng an toàn và màu đỏ thì sẽ là vùng có nguy cơ cao nhất. Thì các bạn lưu ý về việc đến và về tỉnh Lào Cai, đối với vùng 1 và vùng 2 tương ứng với màu xanh và màu vàng thì các bạn sẽ chia ra làm hai nhóm đối tượng khác nhau. Thứ nhất là nhóm đối tượng đã tiêm đủ 2 liều vaccine và có giấy chứng nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền, hoặc là các bạn đã có giấy chứng nhận điều trị khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng kể từ ngày đến hoặc là về tỉnh Lào Cai. Và nhóm đối tượng thứ hai là các bạn đến từ vùng 1 và vùng 2 màu xanh và màu vàng ấy, thì các bạn mà chưa tiêm hoặc là tiêm rồi nhưng chưa đủ 2 liều vaccine ấy, thì các bạn sẽ phải tự theo dõi và cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến vùng nguy cơ cấp độ số 3 và tương ứng với màu cam. Đó là các bạn sẽ phải cũng sẽ phải chia ra làm hai nhóm đối tượng khác nhau. Thứ nhất là những bạn nào mà đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì cũng sẽ phải có giấy chứng nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền, và nếu mà đã điều trị khỏi Covid-19 thì cũng sẽ phải có giấy chứng nhận rằng các bạn đã khỏi bệnh từ bệnh viện cấp cho các bạn. Và các bạn sẽ phải thêm một phần nữa là chúng ta sẽ phải có giấy xét nghiệm sâu PCR các bạn nhé, trong vòng 7 ngày. Đặc biệt đối với nhóm đối tượng đến từ vùng nguy cơ số 4, đó là cấp độ màu đỏ nguy cơ rất cao các bạn ạ. Trong đó thì chúng ta sẽ phải lưu ý thêm về 4 tỉnh như là thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Thì chúng ta sẽ thực hiện cách ly tập trung ngay từ khi mà đến địa bàn tỉnh Lào Cai trong vòng 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 từ ngày đầu tiên này, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 các bạn nhé. Và phần thứ hai mình xin nhắc đến một số hoạt động kinh doanh được phép hoạt động cũng như là không được phép hoạt động các bạn nhé. Thì đối với nhóm các hoạt động kinh doanh có nguy cơ rất cao như là quán bar, vũ trường, internet hoặc là các trò chơi điện tử thì sẽ được cấm hoàn toàn cho đến khi có thông báo mới các bạn nhé. Còn lại tất cả những các hoạt động kinh doanh khác sẽ được tiếp diễn hoạt động, tuy nhiên thì sẽ phải đáp ứng đủ các quy định phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ như là thực hiện quy định về 5K này. Và đối với đám cưới hoặc là lễ hỏi thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa số người tham gia và đặc biệt là hạn chế số người đến từ các tỉnh khác nhau, ngoại tỉnh đến tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Như vậy là mình vừa có nhắc lại một số nội dung của nghị quyết số 128 của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 10 năm 2021 về việc phòng chống chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy đăng ký kênh để được đón nhận những video tiếp theo. Xin chào.